Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, thì vẫn là Đà Lạt các bạn. Thì lần này thì Duy giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe. Đó, phiên bản này là phiên bản rất là ít luôn. Thì các bạn sẽ thấy xe GLC ở ngoài đường rất là nhiều, nhưng mà đối với phiên bản mà GLC Coupe này nè thì với số lượng cực kỳ ít luôn. Và đặc biệt nữa, đây là cái chiếc xe mà GLC Coupe phiên bản mới, phiên bản 2020. Đó thì có thể chắc là chiếc này là cái chiếc xe mà GLC Coupe phiên bản mới đầu tiên mà giao về Đà Lạt các bạn. Tại vì với phiên bản GLC 300 Coupe này á thì cái giá của nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái phiên bản mà GLC SUV thông thường. Đó thì với cái giá là 3.069 tỷ luôn, chưa có thuế, thì hoàn chỉnh giấy tờ luôn khoảng tầm 3.4 tỷ. Đó thì nó chênh lệch với lại cái chiếc xe mà GLC 300 cái phiên bản lắp ráp tới 1 tỷ đồng luôn. Đó cho nên là không phải là khách hàng nào cũng lựa chọn cái GLC 300 Coupe này, chỉ với những cái khách hàng mà yêu thích cái thiết kế của nó, yêu thích cái phong cách của nó thì mới có thể là chọn cái chiếc xe GLC 300 Coupe này thôi. Đó, bỏ qua những cái tính năng khác chẳng hạn về option so với cái phiên bản mà GLC 300 mà lắp ráp Việt Nam á thì nó sẽ không có nhiều option bằng. Nhưng cái mà làm cho anh Long quyết định chọn cái chiếc xe GLC 300 Coupe này bởi vì là cái độ độc của nó cũng như là với cái phong cách thiết kế Coupe rất là ấn tượng. Thì anh Long đã quyết định chọn cái GLC 300 Coupe này. Thì với cái chiếc xe GLC 300 Coupe lần này á, Duy giao về Đà Lạt á, đáng lẽ là Duy sẽ giao thêm một chiếc GLC 200 Formatic luôn, đi chung luôn các bạn. Nhưng mà do là cái xe GLC 200 đó thì của anh Viết là cậu của anh Long luôn. Đó, hai cậu cháu lên Sài Gòn mua hai chiếc xe á, của Duy. Đó, thì chiếc xe GLC 200 á, thì của anh Viết á, thì chưa có, cho nên là Duy giao trước cái xe cho anh Long thôi. Đó thì chắc là qua tháng 7 các bạn, Duy sẽ giao cái chiếc xe GLC 200 cho anh Viết. Thì chắc chắn rồi sẽ có gặp anh Viết luôn. Thì một lát nữa khi mà đến nơi gặp anh Long cũng như là anh Viết để bàn giao cái chiếc xe GLC 200 này á, thì Duy sẽ tiến hành các thủ tục về đăng ký xe cho anh Long luôn các bạn. Thì Duy sẽ cho các bạn xem cái quy trình đăng ký một cái chiếc xe hơi nó như thế nào. Ok, các bạn nhớ đón xem nha. Mình thường mong muốn cho nó đầy đủ. Dạ. Con này hai thằng trai đó. Hai thằng trai thích quá. Có hai thằng trai đó hả? Dạ. Có thể lên cho làm gì thôi. Dạ. Được, em lên đây em không đưa ảo đi. Lấy sao đưa ảo đi? Đưa ảo đi. Anh lại cho kéo khoảng khoảng nha. Đi ra về xe, ra xe ra làm. Dạ, cảm ơn anh. Không, chứ nó bên này. Đẹp quá. Nóng không? Đâu.
xấu thì chìm quá. Nóng lắm. Không, này là chất kéo, nó kéo khoảng. Nó là... à, anh uống gì? Rồi, anh cacao. Ừ, đúng rồi, anh cacao đi. Dạ, em cacao đi. Ừ, cacao. Rồi, cho anh em cacao. Rồi, là 4 cao luôn. Cacao bên cửa sổ đấy. À, mà 4 cao. Cho anh về. À, anh Long nhìn ngầu không? Anh Long nhìn bụi ghê không? Để cao cho mỏng anh Long. Đợi chút đi. Ngồi đi, ngồi đi. Lâm rồi đấy. Đợi chú anh. Thôi đấy, chá này gì rồi. Cái ông dọ cho em nó mặc cái lên lạnh á. Đi dưới kia lên mà không ra. Của em. Vậy là bữa bố là phải lên lần nữa. Dạ. Là giáo sẽ cho biết lên lên bữa nào hả? Chá ngồi đi. Đi trong phố thì vẫn là đi con kia chứ. Cứ đi con này thì đâu gì đâu. Nó đường Đà Lạt nó không được rộng lắm, có những chỗ thì học đường nó nhỏ. Anh nhìn thấy trục đường chính nó chỉ như thế này thôi. Dạ.
mày lên đây để đưa xe cho cô chủ. Con xin đại diện Mercedes-Benz cảm ơn cô và cả gia đình vì đã tin tưởng chọn cái sản phẩm Mercedes-Benz cũng như là ủng hộ Mercedes-Benz của thân mình con cũng như ủng hộ con. Đó thì một lần nữa con xin chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều vui cũng như là an toàn trong suốt quá trình sử dụng cái xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Rồi lần này thì phải có nhiều lần nữa. Dạ. Đã con lên nhiều lần nữa để sử dụng cái hàng này để sử dụng cái hàng này. Dạ chắc chắn rồi, tại vì con chắc chắn cuối năm nay là còn biết những xe nữa thì chắc là vài ngày nữa mà con có lẽ xuống này nữa rồi. Chắc chắn cuối năm là nó con còn nhiều hơn cuối năm. Đấy là người ta con dấu thôi. Khi nào có qua phải tặng con gái nữa. Con gái thì chắc phải xuống gặp cả con lần nữa. Kệ e, chắc là mua kệ e 300. Cho con gái. Đây là viết đó thì còn nợ ảnh chiếc xe chiếc xe GLC 200 của ảnh thì chắc là cô em sớm hơn chắc luôn, sớm lúc nào em báo anh lúc đó nha. Vậy đây bác sạc ảnh là đã chuẩn bị nhận xe đó, nên là mấy ngày rồi có xe mới nữa là không có gì hết, có đặc sản là dâu thôi. Dâu đây, tặng đây, dâu đây, chị nhiều nha. Đấy như vậy chứ phải đó đâu. Sức khỏe nha, chào con nha. Dạ. Cảm ơn thèm. Dâu đây là ngon lắm rồi. Tất cả bọc nữa đúng không? Đây, tặng nó xem. Tất cả các bọc nữa chai không? Quên ngay đi này đấy. Quên, không có đường ngay đấy. Quyên lại nói chứ nhận xe nào trước trên đấy con gái rồi lần sau mẹ sẽ tặng con gái con sớm hàng các em để tặng tặng xe để tặng cho con gái cố hả con cô đang đóng cửa đây là tặng con dâu đây là con gái giống cô đó giống con bữa nay không có thẻ vô được nữa, bữa nay phải dùng con tay mới được đấy, bữa nay phải dùng con tay mới được vừa là lại cái con đẹp con tay là gì giống anh ngoại chị em ở đây mình là bao nhiêu phòng vậy con? Em có được 7 phòng anh ạ. Khoảng 5-8 phòng. 5-8 phòng ạ. Dạ. Là thang máy rồi. 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 Ở đây chắc là 1 tuần là hay lên Đà Lạt chơi. Đà Lạt mát mẻ như thế này con, trong quanh năm hết. Bởi vì Đà Lạt nó mát, không khí của nó rất là giống ở châu Âu, giống ở bên nước ngoài nên nhiều cái đường ở Sài Gòn thì ở trên đó thấy nóng lắm, nên là chắc là thích chạy lên đây hơn. Cả Việt Nam thì không chỉ Đà Lạt là mát mẻ hết. Nói chung là con tới Đà Lạt này cũng nhiều lần rồi thì cũng là những cái dịp giao xe như thế này mới có đi Đà Lạt chơi đi Đà Lạt thôi chứ không có như là ngày thường là con hết thời gian để đi rồi đó, thì những dịp giao xe này thì không biết nhưng mà tới Đà Lạt bằng năm thì chắc bên nhiêu đấy phải thời giao một xe nữa là ta phải đi con cảm ơn đi và cảm ơn các anh em nhé. Cô chú chúc á, tức là bên cái hãng Mercedes-Benz này á, tức là càng ngày càng phát triển, rồi được rất nhiều khách hàng, tức là dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Cô có giới thiệu gì về công việc của mình chưa không? Về công việc của mình hả? Công việc của mình thôi thì ai mua đất thì đến đấy ủng hộ, ai đi khách sạn thì đến đây ủng hộ, ai sắm quần áo thì cũng đến đây mua. Là cô thì bán chụp quần áo cũng nói chung là có cái chụp trước mặt đó, hướng anh đó, hướng anh trước mặt mình đó là cũng chụp nhà cô đó. Nhà cô luôn hả? Nên là cô là có một chuỗi cửa hàng quần áo nữa, chúng là cũng
làm nhiều nghề mới đủ ăn. Chú thấy thì giá mà thấy tính không? Thì nó cũng đang đặt cái con đâu, cái con đặt hơn đấy. Dạ. Nên là tình tướng tướng cũng. Dạ. Giờ ví dụ một miếng đất mà một cái nền nhà khoảng 100 m², nhà phố ai khoảng bao nhiêu? Mặt tiền hay là công nhà? Mặt tiền chắc mắc lắm rồi. Hẻm mà hẻm sẽ hơi thôi. Tức là nếu như là mặt tiền ấy, mà nằm vô những cái đường mà được chính cái cống. Dạ. Thì nó phải đặt trắng hơn trắng. Trắng hơn trắng trường cuốn đó. Tức là trồng hẻm thì nó rất tuyệt thối. À, thì chẳng hạn như cái đường Mê Linh này là mặt tiền này chắc cũng tầm lắm. Tầm chục chục. Tầm tầm rưỡi đó. Trong cái vô nhỏ xíu hả? Trong một cái đất bên kia thì nó hơi chút. Dạ. Cái quán là tình hình là trước một ngày thì em được à? Chắc chưa em chưa được, để coi trong tháng này đi. Cố gắng, sợ nha. Em về em, tại vì tháng 7 rồi em chưa. Lần đầu thì cũng nghĩ là mình chưa cần, chung nhu cầu chưa cần thiết thì lúc nào dám cũng được. Nhưng mà thầy cũng nốt nè, thầy nghĩ là thầy thì mình cũng nốt. Dạ. Thầy người ta là, thầy người ta đi ra mà mình. Dạ, thầy người ta nhìn xe mình cũng nhận được mình cũng nốt. Dạ, hả? Muốn nó chạy đó, để nhà đó. Không, là để nhà không như anh đi chờ bao nhiêu? Cô đừng kỳ mà ông ta ngồi vậy. Không, ngồi đây được, đây đang ngồi cho vui đi. Wow, ngon quá nha. Nhà trông vui quá. Đúng, nhà này đúng. Dạ. Nghèo cái ban này ra đây cho được. Không, được đâu ra đây. Không, hết lần lại cho cái bên kia xa thì thôi đi không chửi chứ để cái này không là hôm nay là em đang nhìn xe anh là anh em bạn về đến chung cư của năm trước còn là chị về đây ta đi rửa xe hẹn một dịp khác đúng không ạ? À, nâng ly à? Rồi mình nâng ly nha. À, nâng ly đó. Em cũng không phải là YouTuber gì đâu. Quay đăng lên YouTube vậy thôi. Thôi mời Mai đố đây. Rồi mời Mai đố. Em cũng được hoàn thôi. Dạ em không hoàn, em lấy cho. Mai đố. 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 Chết tiêu một cây ngon này. Không rượu, rượu, rượu. Rượu thì không? Thôi cho. Rượu sống nè. Thôi, không rượu ngoài. Nói đi. Kiều nói dễ là. Không có. Chúc mừng nha, chúc mừng. Dạ, chúc mừng. Chúc mừng. Rượu màu sắc nè. Nhận xe nè. 1, 2, 3, 4, 3, nhặt đi. Thôi vậy, nhặt đi. Nhặt đi, được rồi. Bữa nào có cái dài hơn. 100% nha. Ủa, anh uống nước ngọt hả? Dạ. Cách Long biết cách sử dụng cái này chưa? Chưa. Giờ thì cái điện thoại em chỉ anh là anh biết sao sao. Rồi điện thoại thì biết, điện thoại thì chỉ cần cắm vô được kết nối là cắm vô này cái nói thôi, muốn xài gì lướt đây. Đó nghe nhạc thì vào đây, coi YouTube thì vô đây. Rồi. Đó, quan trọng là chỉnh màn hình viền này. Chỉnh đèn viền nội thất đúng không? Ừ. Bấm này ra. Không. Thoát hẳn ra ngoài luôn à? Bấm home. Giùm em. Đèn viền nội thất là anh vô giùm em là cài đặt nè. Em chọn em đổi qua tiếng Việt cho anh luôn nha. Ờ đúng rồi, đổi sang tiếng Việt luôn đi. Đổi tiếng Việt qua đây. No. Vậy là giao diện này có tiếng Việt luôn rồi. Qua đổi đèn viền thử vui lắm. Đang đổi đấy anh. Đổi đèn. Chỉ có tiếng Việt là ngon rồi. Nhạc là tiếng Việt hết luôn mà. Dạ. Đó là đèn viền này anh vào đèn. Rồi đèn, đem vô lại từ đầu nha, ví dụ nè. Rồi giờ biết rồi. Bấm nút home nè, anh vào rồi. Cài đặt nè. Anh chọn đèn. Anh chọn đèn, đèn trang trí nội thất. Đèn màu. Đó, màu mình chọn được nhiều màu ở đây. 64 màu. Đó, nhiều cái phối màu khác nhau nè. Ví dụ anh thích như cái màu này thôi anh để ở đây. Cái màu này đẹp. Còn dù anh muốn cái độ sáng của nó sáng hơn nữa thì anh cho sáng lên hết. Rồi. Đó, rồi ok. Buổi tối mới thấy nó đẹp. Ok. Rồi anh cài đặt xong rồi anh muốn vô lại cái màn hình nghe nhạc ha. Vô màn hình lại nghe nhạc, anh vô lại cái Media là điện thoại. À đây. Oh, no. Hình như vào điện thoại ấy. Đây nè. Không,
vào các ứng dụng. À, các ứng dụng. Thôi chắc ta đi luôn rồi, tí nữa rồi. Thôi đi. Ấy xong rồi ta ra ngoài ấy, ta chờ lắm ạ. Ra ngoài hãng người ta gọi cho anh Ngui đi đoàn. Đi. Muốn coi YouTube của em thì bấm vô Mercedes đây ha. Sẵn quảng cáo cho em luôn ha. Surprise. Đi Mercedes. Anh ai ai rồi đây. Đây. Đó, kênh của em nè. Đấy. Đấy, con xe này hôm bữa mới về hai thằng kia ngồi rồi. Đúng rồi. Hai thằng kia đảo rồi. Đó nha, giờ thôi xong rồi. Giống xe của Cù Long đó. Đi với anh Long hay là chờ? Thôi ta đi đi, tí mình đi xong tí nữa mình lên đó mình qua Mazda luôn. Đi mua Mazda luôn ha. Dạ. Anh mua hả? Dạ không, anh đó mua đi. Em tiền đâu mà. À, đạp phanh đã nó mới cho mình vô số. Đúng rồi anh Long. Sáng tao phải xoay lên kia chứ Long. Đi đường này mình ta về luôn. Nhưng nó chỉ được không? Thì thực sự nói về Long An đó các bạn, nhưng mà chắc số lượng của Duy khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thôi thì Duy để giao chiếc xe này về cho. Bây giờ em đi Long An. Thường thường là bao lâu thì anh Duy giao lên YouTube là xong? Em bao nhiêu ngày? Em về em không có thời gian, em chỉnh liền, em lên liền thôi. Bữa rồi em mới đi mà em chưa chỉnh, để em chỉnh cái clip Long trước. Bữa thấy ăn cơm với ông nào vào lòng chuyện xe gì anh Nam á, Nam xe gì mà xe khủng á, chiếc nào khủng đây đó, à chiếc đó là chiếc nào khủng hả? Là sao cái vô lăng cũng nhỏ vậy hả Long? Cái vô lăng nhỏ cảm giác thấy nhỏ hơn bình thường nè. Xe này anh Cường lấy rồi nè. Cái con này là hôm bữa Sơn về Nam ngồi đấy. Dạ Cường đó, Cường đô la hả? Cái màn hình nét đã hình ha. Coi sướng. Là anh Duy chuyển tới hả anh Duy? Dạ không, em không bán, cái đó bạn khác bán. Con kia sướng nhỉ. Long chạy thấy đã không Long? Đã, chạy nó lướt lắm, sướng. Chiếc này anh Long chạy thôi chứ nói gì nữa. Nhưng mà cái gạt nước thì sao nghe sật 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 vậy đó? Hay là nó chưa mượt? Còn mới quá. Rít hả? Hơi rít phải không? Đúng rồi, cảm giác nghe nó đang rít rít. Cảm giác nó thấy khó chịu trong người. Nói chung em đang còn trinh mà. Anh sật mấy nữa, xà bông lên đây. Anh Duy nhỉ? Em còn trinh mà. À đúng rồi, nó phải rít gì đó ha. Từ chứ. Gì? Ủa chứ cái gạt nước này nó nằm... À, cái cần xi nhan đó anh bấm nút vô xịt miếng nước xà bông lên cho nó trơn giùm em. Đấy kéo về là bấm vô à? Bấm vô mạnh vô. Không mạnh vô nó xịt nước thôi. Không bấm vô. Cái đầu á. À rồi. Ôi thằng Long đang dịu quá. Không, nghĩ là kẹo theo cái xe kia kẹo ngược lên là nó về D3 rồi. D3 là gì đó? D3 là hộp số của mình, là hộp số đang ở cấp số 3 anh. À, thế là hình như mình đi theo kiểu giống như thể thao á, từ vô số. Dạ. Quay thế này đáng lý lúc nãy là cho bà xã hoặc là bà già ngồi cho mình thì cũng... Hồi nãy lên hình hết rồi. Cái này chạy sướng, im ru à. Cái vô lăng này anh chạy có thấy khác không? Cái vô lăng mà nó bằng dưới đây nè. À, ai gọi anh Duy ơi? Có hả? Ồ. Anh Duy ai gọi á? Ai gọi á, em gọi lại. Bây giờ tắt chuông. Giờ là 1:30 rồi thì Duy đang ở ngân hàng Vietinbank để mà đóng thế cái chiếc xe cho anh Long. Thì có anh Long đi theo ở đây luôn nè. Đó thì ở Đà Lạt nó sẽ khác với Sài Gòn một chút xíu ha. Là ở đây 1:30 mới bắt đầu làm việc. À, ok bây giờ Duy sẽ đi vào ngân hàng và đóng tiền cho anh Long. Long này bây giờ nhìn nào đẹp trai chứ, đợt trước mà anh Duy mà gặp Long thì đợt trước em còn để tóc dài Lao để tóc dài buổi đời quá anh bụi không cách.
công tác Duy với anh mấy anh em thì vừa mới đóng tiền xong ở ngân hàng Vietinbank thì đáng lẽ là phải qua luôn chỗ mà công an để bấm số đăng ký xe nữa, nhưng mà do là anh Long còn phải chờ đợi cái biển số, canh cái biển số nữa, cho nên là ngày hôm nay tới đây là Duy dừng lại rồi đó. Thì đó, cái quy trình này chỉ là như vậy thôi các bạn. Đầu tiên là khi mà chúng ta muốn đăng ký chiếc xe thì chúng ta sẽ đến cái chi cục thuế để mà nhận cái quyết định thuế, sau đó là đến ngân hàng hoặc là đến kho bạc để mà đóng tiền, thì tùy theo cái phòng thuế ở đâu đó mà ngân hàng họ sẽ chỉ định. Ủa, bên phòng thuế họ sẽ chỉ định đó, sẽ chỉ định đến đây mình đóng thuế xong rồi ra công an thôi đó. Quy trình thì rất là đơn giản ha. Ok, bây giờ Duy bắt đầu là lên xe để mà đi về lại thành phố Hồ Chí Minh.